Chỉ 5 tỷ 400 triệu đồng là chúng ta đã có một căn nhà mới nằm ngay tại trung tâm phường 2 của thành phố Đà Lạt. Sở hữu phong cách thiết kế tinh tế, tối giản nhưng không kém phần tiện nghi và sang trọng. Không gian sống rất thoáng và tầm view cao. Căn nhà 1 trệt 2 lầu sẽ cho chúng ta tổng cộng 3 phòng ngủ, 3 nhà vệ sinh, 1 phòng sinh hoạt chung, sân vườn trước nhà và những khoảng ban công ngắm thành phố. Tất cả sẽ hội tụ trong căn nhà ngày hôm nay. Và thông tin chi tiết sẽ có ngay bây giờ trên kênh YouTube Thành Nhà Land. Bất động sản Thanh Nhã Land xin kính chào quý vị anh chị khách hàng và các nhà đầu tư. Hiện tại thì Nhã đang có mặt tại một con hẻm thuộc đường An Dương Vương, phường 2, trung tâm của thành phố Đà Lạt. Và sản phẩm ngày hôm nay Nhã muốn giới thiệu cho quý vị anh chị sẽ là một căn nhà phố với diện tích cũng nhỏ thôi, 64m² và cũng nằm trên một con hẻm nhỏ. Tuy nhiên thì nó sẽ sở hữu một cái không gian sống rất là thoáng và cái kiến trúc của căn nhà thì cũng rất là đẹp, rất là đặc biệt. Chúng ta sẽ có một cái khoảng sân ở trước nhà với bề ngang là 6m, có cầu thang ngoài để dẫn lên các cái tầng phía trên. Còn lại tầng trệt thì chúng ta sẽ có một phòng khách kết nối trực tiếp với lại là không gian nhà bếp và bàn ăn cũng như là giặt phơi. Phía trong sẽ là cái phòng ngủ và nhà vệ sinh để sử dụng chung cho toàn bộ cái không gian của cái tầng trệt này. Và căn nhà của chúng ta thì sẽ thoáng ở mặt trước và mặt bên hông. Với mặt trước thì sẽ hướng ra cái khoảng sân, còn lại bên hông thì sẽ ngắm thành phố từ trên cao rất là đẹp. Tại vì là cái căn nhà của chúng ta thì nó sẽ nằm ở một cái thế đất cao, gần như là cao hơn so với trung tâm thành phố khá là nhiều. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng tiến lên không gian tầng lầu của căn nhà bằng hệ thống cầu thang bộ được gia chủ lắp đặt ở phía ngoài sân, với một cái khoảng ban công khá là rộng ở ngay chân cầu thang. Bên trong sẽ là một cái không gian trống hoàn toàn, tại vì gia chủ đang sử dụng cái căn phòng này làm phòng tập yoga. Và tiến lên vị trí này thì chúng ta có thể thấy là cái tầm view nó sẽ cao hơn và rất là thoáng, ngắm nhìn thành phố và trung tâm Phan Đình Phùng ở phía dưới. Tiến lên không gian lầu 2 của căn nhà thì tại đây chúng ta sẽ có 2 phòng ngủ và có nhà vệ sinh khép kín. Cả 2 phòng thì đều sẽ có những cái tầm view rất là cao và thoáng. Nó sẽ bù lại cho cái phần diện tích hơi khiêm tốn của từng phòng. Và nội thất của 2 căn phòng thì gia chủ cũng set up rất là đầy đủ, mang một cái phong cách rất là nhã nhặn và tinh tế. Đặc biệt là căn phòng ở phía ngoài thì sẽ có một cái khoảng ban công kéo dài theo cái bề ngang 6m của căn nhà. Và tại đây thì cũng được gia chủ đặt một cái bộ bàn ghế để chúng ta có thể là thưởng trà thư giãn tại khu vực này. Và chúng ta sẽ ngắm nhìn một góc thành phố từ trên cao rất là đẹp. Và không gian của tầng lầu thứ hai cũng sẽ là chi tiết cuối cùng về sản phẩm ngày hôm nay mà Nhã muốn gửi tới cho quý vị anh chị khách hàng cũng như là các nhà đầu tư. Một căn nhà nhỏ 64m² tọa lạc trên con hẻm khá là dốc của đường An Dương Vương, phường 2 của thành phố Đà Lạt. Với công năng sẽ là 1 trệt 2 lầu, chúng ta sẽ có tổng cộng là 3 phòng ngủ, 3 nhà vệ sinh, 1 phòng sinh hoạt chung, sân vườn ở phía trước và những khoảng ban công ngắm view thành phố rất là cao và thoáng. Mức giá hiện tại từ gia chủ đưa ra sẽ là 5 tỷ 400 triệu đồng, vẫn còn thương lượng cho quý vị anh chị thiện chí quan tâm. Và hướng nhà, hướng chính sẽ là hướng Tây Bắc. Mọi thông tin chi tiết thì Nhã có để dưới phần mô tả của video này. Quý vị anh chị quan tâm có thể liên hệ trực tiếp qua số điện thoại Nhã đang để trên màn hình hoặc comment vào phía dưới video. Một lần nữa thì Nhã xin cảm ơn quý vị anh chị khách hàng đã theo dõi và ủng hộ kênh. Hẹn gặp lại vào các video sau. Nhã xin chào.